Thôi, éo chơi gấu nữa. Chơi bình thường thôi. Tôi thấy là cái Đấu meta nào cũng gái. thay đổi, cũng có gì nhiều đâu. Đấu khỏe mà. Thấy bộ demo vẫn khỏe mà. Tôi vẫn khỏe mà. Có bị nét gì đâu. Anh này ăn 100 kia na này. Anh lấy à? Bộ demo vẫn khỏe, chả thấy yếu mẹ gì cả. Ăn này ăn 100 kia na này, có tướng mới này. Này nó. Phải nó từ 30 đánh ra nhập tiếp. Tiền chắc là tiền à, Tiền chắc chắn là tiền. Chào bạn Cao Thanh Tịnh ạ, hy vọng bạn thời gian tới sẽ dành và xem livestream tôi nhiều hơn, cảm ơn bạn. Ơi cuộc sống mà. Cuộc sống mưu sinh không làm cường qua cơn đói từng ngày. Ngon. Ngon. Ý trời à. Ý trời rồi các bạn ạ. Từ rank bao nhiêu trở lên thì không party được à Cường? Em bắt tin được bình thường. Kim cương vẫn bắt tin được à? Kim cương bắt tin bình thường à? Kim cương bắt tin với đồng được mà. Ngon. Tôi nghĩ là nó nên, tôi nghĩ là nó nên nớp con hát chốc phải đi mới phải này. Đồng ý không ạ? Hát chốc phải hơi khắm lọ đấy nhá. Không đồng ý. Không đồng ý à? Thế thôi vậy. Không đồng ý thì bố trí nghỉ vậy. Rồi, kiếm thêm cái cái bác nữa. Được quần lọ. Em auto top 8 thì phải xem lại cái nhân phẩm thôi. Đánh mà auto top 8 mà không có dơi, thiệt tình là không có dơi. Bơn mana đúng rồi. Đúng rồi. Xuyên táo. Ui. Được của loa đấy. Tôi chịu cho mà. Ôi giời ơi. Tiền. Biết ra cái con Khazik với con Evelyn thì con nào mạnh hơn? Evelyn. Đồng. Hello.
Ui, con nhện bây giờ nhện con cũng cắn bơn mana thích thế. Nếu mà nhìn lên ba con thì là thả được 4 con nó cắn thì thả tim kéo lên mana. Ta bắt đầu kết con nhện này rồi đấy. Ui ngon. Vãi cái gì và vớ vẩn. Hôm qua em đánh 2 game top 1 mà không thấy cộng điểm. Sau mới nhận ra đánh thừa. Hay lắm. Hay quá. Thế thì bạn còn hay hơn cả tôi. Giống như tôi đấy. Tôi mang cái nhẫn của vợ đi cắm để lấy tiền nạp tiền game ấy, xong rồi bị đấm vỡ mồm ấy, hóa ra đấy là nhẫn bị ký thì mà. Nào. Thêm một tên nữa đi tèm bô nào. Thôi xong rồi. Đầy máu này là châu đục lại uống nước chậm rồi. Là cường kê đánh bộ gì đấy? Không biết, ai biết đâu. Thôi chắc xin cái đai lưng khổng lồ, không dám mong gì hơn hoặc là nước mắt. Một là đai lưng, hai là nước mắt, ba là gậy quá khổ này. Không dám mong gì nhiều. Có thằng căng không bắn mèo con rết của em rồi. Chắc là nước mắt vậy. Nước mắt dễ chơi hơn. Ok. À, đúng ra lấy con át mới phải ấy nhờ, át 3 tiền. Bộ cung thủ luôn, đẹp thế. Thôi về lấy cái team băng chơi luôn này. Ui. Đi phải ý gì đây nhở? Lúc nữa tôi sẽ bài con này đi. Bây giờ tôi sẽ dùng nó và tôi vứt ở trên để nó tanh. Tôi xong. Ôi búp trượt rồi Lulu ơi. Ơ ngon. Ơ con Z nó không phó cướp với con Lulu đấy. À mình gặp thằng chó cường. Bây giờ mình mới nhận ra. Cay thật. Kền cương này. Hoa kền cương này. Dạ tốc độ đánh hiệu ấy. Mẹ là mù lại. Thìa phát đéo chứ tài mình. 5 tiền này. Đó. Tự dưng tuần trước nó ra 3 con Lulu. Nó áp mẹ Lulu 2 dùng tạm. Hơi lỗ tiền một tí. Tè bố cái. Lỗ. Lỗ đẻ. Khỏe. Hình như lại thắng. Thấy cái tiếng pháo hoa nó bắn lên thì chắc là lại thắng thôi. Thế làm sao mà khác được. Lại là thắng thôi. An ơi, An đánh đến này thì chết thôi An ơi. Ok.
Ôi ngồi uống nước liên tục và đi bùn tè cực. Các ông cứ thử ngồi live stream liên tục xong cứ đi tè liên tục như tôi, các ông sẽ hiểu. Tôi sao lại đi tè liên tục? Uống nước nhiều, ngồi một chỗ, thận tốt nữa, ui xòa. Giá như mà có một cái Sojin cho con Lulu thì quá tuyệt. Hai đồ đê. Không chịu. Boom. Ấy chá. Nó lại là một cái gì đó các bạn ạ. À. Ăn xinh quá đi. Ờ kiểu gì ý. Biết thế không lắp cái tim băng cho con này. Phải được cái ma vũ rồi không? Bực hết cả cửa mình. Phải lừa rồi. Lừa lòi ra đây này. Bạc bịp lòi ra đây này. Ui ông này nhiều đồ thế. Ui cho mình cái đống này thì mình cười khanh khách. Mẹ. Quá đất rất nhiều đồ. Không, cái ông cuối cùng cái ông ít máu nhất ấy. Nói em. Mày không tính tiền. Hiểu không? Ôi, ba con demon của mình hoạt động tốt vãi lìn. Các bạn bị con cá thơn burn hết sạch mana. Đi ỉa chảy luôn. Chơi 6 demon á không? Sao sao các ông ấy thích 6 demon thế nhở? Sao đốt mana khỏe thì ai chả biết là đốt mana khỏe rồi nhưng mà nó cũng phải thế nào đây chứ lì. Tôi thích chơi khoảng tầm 4 hoặc 5 con demon thôi. Xong rồi con thứ 6 sẽ là dùng đồ. Hoặc là hai con dùng đồ, Darkin. Nó lại là như thế. Không thích Evelyn một tí nào luôn đâu, thề. Không thích đâu. Nó bày sát thủ em toàn một thì chơi đập, anh đấm đéo. Đen thôi, đỏ quên mẹ đi. Phải nghĩ là như thế chứ. Thấy ra lộ 3 hay 3 cái sát thủ luôn đi. Tôi đánh đéo ra con nào đó. What the fuck, con Lulu đứng đây mà khổng lồ hóa tất cả con đứng ở tận đây. Để bác Weep à? Tôi má. Ôi, Kata đứng chém từ đầu đến cuối, không được quay tay bắt nào ạ. À. Nó lại là một câu chuyện buồn các bạn ạ. Câu chuyện buồn. 4 con thôi. Đúng rồi, chơi demon chơi 4 con thôi, đừng có tham chơi 6 con. Nhìn đi, 50% là đốt vãi cả cứt ra quần rồi. Cứ hình dung là bắn 2 phát là hết sạch mana một phát rồi. Tôi đánh có 25% mà tôi đã thấy nhiều vãi cứt ra rồi. Ô đi bạn nhầm. Cả. Ôi cứ nhầm là vui rồi. Ô la la. Má đi có Kha'Zix 2 rất sai 2 thì phải ấn nhầm đổi Ron khác đi lại. Nãi quá, ô la la, cứ nhầm là vui rồi. Đéo cần biết, cường kênh cứ nhầm là mình vui rồi. Hy vọng mà lên level 7 là tôi sẽ đánh được 4 cung thủ, 4 demon. Ây da, đi mẹ bố này đã cầm con Darkin solo mid. À, đây là một fan của demon đây rồi. Thảo nào thì cũng là một fan của demon các bạn ạ. À. Nó lại là một cú hay khi ui. Con Varus được búp kìa. Con Varus được búp tốc độ đánh kìa. Thì phải nó bắn như đóng gạch thì kinh thật. Modder cầu may là thế nào? Tôi đánh Modder thật thì tôi cầu may gì? Các ông hâm à? Tôi rất thích Modder Kaiser. Tôi đánh nó thật chứ tôi không có cầu may. Ui nhiều con ngon quá kìa Cường ơi. Ui. Ước con gì tao ngon hết. Ừ, ước gì tao được con Brand này, tao được con lợn này, ước gì tao được cả cái cung gỗ của con Gangplank này, ước gì được cả con Kennen thì tốt. Đấy cả Vega cũng thích. Ước gì bắt được cả 5 con. Cay thật.
lấy con Akali của em rồi, bị mạnh cày. Nó lại là một cú buồn. Ôi, ôi. Thì mẹ các bạn trẻ có dấu hiệu lợn chê cám à? Ôi trời ơi. Trời ơi. Hai. Ôi tao. Con lợn nhìn cũng ngon lắm luôn đấy. Nhưng mày lấy nhầm đúng không? Tao nhìn là tao biết mày lấy nhầm rồi. Điệp cụ nói. Tao nhìn là tao biết mày lấy nhầm mà mặt mày đần thối hết rồi. Mẹ cái. Quỷ kiếm đặc kín. Ui con ai. Mình đánh tuần sau hết rồi thì. Rồi sắp phải bán Lulu à. Tuần sau bán Lulu à. Lên cấp mà nó lên mãi hết cấp rồi. Một cú bổ nào. Boom. Ui ăn chốc một bổ như cái đầu khớp kia. Xuyên thằng. Ôi ôi xuyên bên này không xuyên. Đỡ phúc. Giết được con này đi, giết đi, giết. Ôi, đánh em phải up cấp để giữ win streak chứ trời ơi. Hơi tham, hơi tham. Ui này, Morgana này. I shall show them what it is to fall. Em vừa viết kata thì con nào ngon hơn anh? Cái gì? Từ từ, tao đang dối, bình tĩnh. Con nào với con nào cơ? Ever với kata. Evelyn với kata hơn chứ đi. Bây giờ kiếm thêm được có à? Cá thớt là đẹp này. Xuyên. Nhờn bọt này. Bốn sát thủ rồi. Ever là 5. Con gì nó khó này. Level 6. Cày nhỏ. Thế này thì khó mà lên được con Elite 3 lắm. Kaiser chưa chắc ăn được cái đống chó má này. Chó má này đảm bảo lắm. Tôi đang nghiên cứu bỏ át đi à được. Đang muốn lên cấp bên này để đánh bốn cung thủ này, đang chưa muốn bỏ con át lắm. Ít đổ thế. Một đổ cài. Một cú hay. Nó lại là một cú hay Cường ơi. Cái gì? Đâu có... À, cung gỗ, hai cái cung gỗ kìa. Ừ, ngon. Nghe mày nói chả thấy ngon đéo gì cả. Ơ, việc gì em phải vui cho anh nhỉ? Mày phải vui cho tao chứ. Không, vui cho anh đấm là được sao? Mày phải vui, ôi anh An, anh đánh hay thế, anh... Anh có đồ đấy em mừng cho anh lắm, phải kiểu kiểu đấy chứ. Check xem thằng nào lại bởi lít không. Tôi lúc người xem xong là đã bởi lít. Thì đã là anh đánh vào mỏ. Bình tĩnh anh em, bình tĩnh anh em. Tôi biết là tôi có bộ ma, tôi biết tôi có. Tôi biết mà, tôi biết là tôi có ma quỷ trong người mà. Nhưng mà chờ ma 2 đúng không? Chờ ma 2 đây, thế tanh trâu tí. Con Akali thì tầm level bao nhiêu là... Akali level 2 rồi đã ngon bá cháy rồi. Không, ý là level bao nhiêu là Ronra rồi ấy.
Level 6. 6, 6 mà. Kéo ra. Thảo chơi ma 6 này không có hư ra. But only love can save. Bớ đâu được hai con elite thì nó lại là một cú đẹp. Một cú đẹp. Dùng chiêu. Ôi, không kịp dùng chiêu luôn. Đó. Thôi. À cũng được. Ui, con Lulu cầm đồ này thì bố mới chịu được mày à. Xuyên chết cả hai. Ui, ui, ui. Thì phải thua đó, đúng con Raven này cày thẻ, cày thẻ. Tôi biết là level 5 0,5% đúng không? Level 5 0,5% nó ra. Nhưng 0,5% thì phải là khó còn hơn cả lên trời. Ờ đây rồi, vữ. Ờ, vữ xong. Thế là lại đây rồi à, lại hợp lý à? Cường lại cười tươi à? Thế xin phép lại mừng cho Cường nhá. Ờ, tầm này bỏ. Ê. Ui chó bà. Lốc ai? Ơ được, lốc con đấy cũng được. Ui. Ui đi phải chó ba là chó gắt ba hay là qua quick, qua quick, qua quick, qua quick. Không kinh thế thì mẹ con qua quick. Nidalee, à bố trẻ này con Nidalee. Xuyên. Mượn mana thì mẹ mày đứng yên đấy, đứng yên đấy, đứng yên đấy, đứng yên. Đứng yên đấy. Ui, Lucian ba khỏe quá. Nó lại là một cái gì đó thật là kinh khủng. Thiệt từng là kinh khủng quá đây. Đảo má thiệt từng luôn. Nên có một cú bắt bớ này. Ôi chà 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 chà. Ui Yasuo cầm gậy quá khổ kìa. Nó lại là quá khổ. Khổ cực. Khổ cực cưng cưng. Nhưng mà tôi lại thích con này này. Con này này. Đấy. Tất nhiên là không được đâu, mất ngay. Mid Fountain nữa kìa, trời ơi, Mid Fountain quỷ thư kìa, bắt về lắp quỷ thư. Đấy thằng nào lấy quỷ thư đi. Bắt về lấy quỷ thư đi. Trời ơi, đậu mẹ thiệt tầng ngon quá lớn. Tôi là tôi cũng nghĩ là tôi sẽ lấy con Varus để up 3 đấy, nhưng không cần. Tầm này không cần con Varus up 3 bởi vì nó còn rất là khó. Lên được thì lên, không lên được thì thôi, tôi lấy con này về tôi bán lấy tiền này. Đó. Đó, đó, đó. Tiền ngay lúc này nó khiến mình giàu lên. Đó, giàu chưa? Nó đã quá đen giàu. Bán này. Driver vào là 5. 46 tiền. Ok, cơ sở up cấp luôn. Thấy không, con mua được cây dơm một khỏe không? Câu giờ được bao nhiêu ở bên đấy đấy? Xuyên! Quá kinh! Xuyên! Xuyên! Ui, hai con bơi mana nhau này! Xuyên! Xui ui! Nó là xuất sắc! Nó lại là xuất sắc! Nó lại là quả cưng. Nó lại là quả cưng lương. À ha. Để xem nào. À. Hóa ra từ 8 đến 9 bây giờ nó còn có 64 tiền thôi à. À. Hay hen. Mới biết hen. Thiệt từng lương. Ui đi mày làm gấu thế. Mừng cho Cường Kên lắm gấu. Cường Kên thì lúc nào cũng đầy gấu vây quanh rồi. Thì kinh rồi. Ây da, mẹ vừa nói Cường Kên xong nó ngay đây này. Ôi tôi xong rồi. Xong một đống con quay vào người con. Con Varus của tao này. Mà mày bị điên à, bọn mày bị điên à. Điên là anh bị điên. Mày bị điên đi.
rồi xích cái mỏm, xích vào cái mỏm nó ấy, giật phát hại. Ui sao cái giáp nó warmock bây giờ kinh thế. Bên em lắp nhầm đồ ấy. À chà chà, cảm ơn Cường lắp nhầm đồ nha. Kata 2 Rengar với là con Evelynn thì con nào mạnh nhất? Rengar và Evelynn, ta vẫn thích Rengar hơn thật sự. Chân tình Rengar mà có đổ được là toang lắm luôn ý. Có đổ. Mà hai con không đổ thì Rengar ta vẫn thấy nhỉnh hơn. Nó giúp mày kết thúc được, nó giúp mày kết thúc mấy con ít máu được. À vậy thì con Kha'Zix với là con Evelynn. Kha'Zix với Evelynn á? Về late game ta vẫn thích Evelynn hơn, bởi vì làm gì còn đam cô lập nữa. Thôi đi, đấy rồi, đấy rồi, định mệnh của đời anh. Xin phép là húp húp. What the fuck? Nó là một cái gì đấy rất khó ở đấy. Đùa. Ở lừa. Cơ toàn lừa anh em thế này thì chết rồi. Thì phải tự dưng con Nam vào đây nó là quẻ không mua. Thì mẹ không thể để nó lừa mình được. Tình hình nào được đấy, được quyền lò cũng lại được của lò. À em hứa với anh con vật rất quan trọng để game ấy, em làm con anh thế cơ. À thế thì lại làm con Cường rồi. Buồn nhè, nó dọa mình thế thì mình sợ vãi con mẹ cả cứt ra quần rồi, biết làm ăn gì được đây. Cái rống à. Giờ có Atali 2 này, có phân đồ này. Thử một con đúng không? Tôi sẽ nghiên cứu thế nào. Một con AP, tôi sẽ lay một con AP vào đây, một con Lulu vào đây. Ba phù thủy là đẹp này. Ui, làm rét lắm cái nén thế, không ai chơi. Lại ra mình đang không định mua rồi. Ui. Lừa đấy. Ngon. Bông tiền một tí. Ui thằng băng tộc này nguy hiểm nè. Vụt được của nó đấy. Mới chỉ là hát chốc 2 thôi mà cũng căng đen đét rồi. Ui đi về cái bộ này đốt máu kinh vãi lìn đi. Không, mà tôi lắp thế này được 3 phù thủy thì con cá thớt nó giật tốt hơn này. Em ơi, Hà Nội phố. Ta con em mất mẹ con rồng lộn rồi. Một cú buồn đến từ vị trí của Mạnh An chơi. Tôi đang định lấy cái quần què, tôi không biết được.
Ôi 5 tiền về bán vậy. Có thằng băng tộc ghê lắm ấy. Có thằng băng tộc ghê lắm à? Ồ mà hình như là Demon là cũng sợ băng tộc đấy nha. Ui cơn lửa thú đi vào. Lại cơn lửa. Một rau ra ba con sừng nguyên. Thì mẹ sao cờ nó cứ đi nửa người thế nhờ. Nhưng mà đi về đéo có tiền mua. Ba con sừng nguyên á? Ba con sừng nguyên luôn. Nít phải tao nghe thấy cái quả ba sừng nguyên tao khá lứng đấy nhá. Nhưng mà không có tiền. Đây tao gặp thằng băng tộc mày ơi. Đấy mà nó, ừ nhưng mà nó sắp đi ỉa rồi. Chết rồi, ừ, tao lắp sai rồi. Ca thớt bị đứng hình mất 5 giây rồi. Ui, thằng băng tộc chết rồi nha, không phải lo. Ok, thành con. Đậu mé thiệt từng lương, băng tộc lương. Đéo sợ lương. Đấy, cô chết của anh. Át chốc phù thủy á? À, nghe thì cũng được đấy nhưng mà à, không có thiện lặng lắm. Không có dùi lắm đâu, thiệt tầng lương. Ôi, đây rồi, đây rồi. Ôi, ôi ngấy thế nhở? Ờ, đúng rồi, bỏ mẹ là Morgana đi. Chính ra con sờ quên này lên cũng được. Để cho mày chọn nha Cường. Sở Nguyên 2 với Morgana 3 mày lấy con nào? Morgana. Morgana 3. Ui, cái đội này nó đốt máu thì đau lắm. Nó là nó buốt nuột nuột. Đấy, giờ là địt mẹ ba ba con kêu. Ba con kêu. Lâu gì đấy? Bộ này khỏe quá. Thôi Cường sực kép ép đi, anh game mới anh em mình đỡ mất thời gian Cường. Éo. Éo à? À, thằng này cương. Thằng Cường nó cương ạ. À, thằng Cường này không được, phải giết nó cho nó nhớ. Có anh sực ép ép. Nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này thì Morgana hơn. Bởi vì sao? Bởi vì con Morgana nó giữ cho nó có bộ phép thuật. Ôi trời ơi. Nó khó ỉa thật chứ. Địch cổ mẫu. Kéo ra. Phải. Cho rồng. Ui đấy rồng này. Rồng nó cứ lộn thế này thì không ổn rồi. Ủa nhiều quá, phải bán bớt một con đến luôn sau hết cái đống này lên được. Ui địt mẹ một ba. Ôi dòng của mình sẽ bị tòi con mẹ ra ngoài rồi. Trời ơi tao sắp Morgana ba, tao chó Cường. Mẹ tranh thủ đi tất. Má, tôi phải tự hít đất để cho mình nó kiểu yếu bớt đi. Chứ mẹ tôi đánh hay thế này thì các bạn chịu thế éo là được. Chào Sate. Mẹ tôi đánh hay thế này thì làm sao chịu nổi nhiệt. Mời đi, mời một bạn bất kỳ ở trên livestream đi. Phải hít đất 15 cái cho bản thân mình nó yếu đi các bạn ạ. Chúng đánh thế này thì chết.